Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Ngày nay thì các anh các chị trồng cây, trồng hoa cũng như là chăn nuôi rất là nhiều. Và việc sử dụng lựa chọn lưới lan, lưới đen cũng là một việc vô cùng là quan trọng. Hiện nay thì ở trên thị trường có rất là nhiều cái sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc. Thì cái này thì độ bền nó thường là rất là kém và khi mà sử dụng ấy, trong một thời gian rất là ngắn. Như trước là bên nhà Nhung đã từng sử dụng một cái loại thì nó chưa cả được 3 tháng thì nó đã rụng hết cái chỗ mà chúng ta gọi là cái khuy ấy, khuy cài ấy, rụng hết từ cái chỗ đấy, nó tự đứt và nó rơi xuống. Khi mà che cho một cái vườn hoặc là một cái trang trại mà nhiều như thế, mà khi mà mua phải cái hàng kém chất lượng thì sẽ rất là mất công. Thì chúng ta vừa mất tiền mua ban đầu, chúng ta lại phải mua lần sau với cái hàng chất lượng hơn để sử dụng che cho vườn lan, vườn hoa hồng hoặc là vườn hoa ly, vườn hoa cúc hoặc là trang trại chăn nuôi gà, gia súc. Ở đây thì là bên em có lưới Đài Loan các anh các chị nhé. Cái lưới Đài Loan này thì là đang có cái khổ là 2m và dài 100m. Mẫu lưới này thì có cái độ bền từ 3 đến 5 năm các anh các chị nhé. Lưới đen Đài Loan thì sẽ cắt lắng là 50% các anh các chị nhé. Và hiện tại thì bên em cũng có lưới là có độ dài là rộng là 2m, dài 50m. Thì hiện tại đang có giá là 535.000 bao ship nhé. Gửi cái hàng lưới này thì cũng rất là dễ dàng. Và một cái cuộn 50m thì em sẽ có thể là gập đôi hoặc là gập ba vào gửi. Rất là dễ luôn các anh các chị nha. Lưới này thì nó được làm từ cái nguyên liệu là nhựa nguyên sinh cao cấp cùng với ly lông và cái polyester. Nên là rất là nhẹ, rất là bền. Các anh các chị yên tâm là cái sản phẩm nó cắt lắng là 50%, giảm được cái hư hại cây trồng khi mà trời mưa lớn. Và nó cũng rất là thoáng, thông thoáng, không ngấm nước nên là cũng sẽ không bị nặng khi trời mưa to. Nên là một cái sản phẩm mà các anh các chị nhà vườn trồng hồng, trồng các loại cây hoa cảnh mà cần có lắng nhưng mà không chịu được nắng hè gay gắt của miền Bắc thì sử dụng cái lưới này rất là nhiều. Một cái video ngắn thì bên Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa mới giới thiệu đến các chị cùng toàn thể các bạn cái lưới trồng hoa hồng, trồng cây cảnh, che nắng cho gần cây gia súc. Ai mà có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ với bên Nhung qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915882513. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi hết video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nhé. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.